Em xin chào tất cả các bác, em xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em sẽ cùng mọi người tìm hiểu chi tiết về cái sản phẩm đấy là dàn sưởi Kia Morning 2008 đến 2010. Sau đây em và các bác sẽ cùng mở ra và kiểm tra bên trong. Đây là hàng của được sản xuất bởi hãng Hanon HCC. Tên đời tên mới của hãng này, mã sản phẩm của nó là 97138074000, hàng của Hàn Quốc. Tiếp đến, đây là nguyên đai nguyên kiện được đóng gói phía bên trong, với cái thiết kế cái hình ghép giấy hình tam giác như này, vừa giữ cho tránh bị va đập, không bị ảnh hưởng khi vận chuyển và giúp bảo vệ cái dàn sưởi. Đây, bây giờ em và các bác sẽ cùng xem. Đây là cái dàn sưởi hay còn gọi là két sưởi sấy nóng trong ô tô. Đấy, cái lan của nó rất là dày, bao xung quanh là lớp mút để khi đưa vào nó được khít và được chặt. Các cái chất nhôm của nó rất là đẹp đấy. Đấy, nó có mã vạch, mã hàng, mã của cái ngày xuất luôn. Rồi, đây là phía trong lõi của cái ống nhôm. Rồi đây, bác nhìn cái sản xuất của nó đạt đúng tiêu chuẩn luôn, nhìn nó rất là sắc nét đẹp. Và ở trên thân mỗi một nô nó sẽ đề luôn ngày xuất. Như con này nó được sản xuất vào ngày 19 tháng 3 năm 2019. Em xin cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian xem video của em. Mọi người có nhu cầu cần tìm hiểu, tư vấn về sản phẩm có thể liên hệ với em theo số điện thoại là 0769086333, hỗ trợ tư vấn kiểm tra lắp đặt thay thế tại số 1 ngõ 319 Tam Trinh, gara ô tô BMT. Em xin chân thành cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Em xin chào ạ.